xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Biệt đội phấn trắng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biệt đội phấn trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Big Vision thực hiện. Cho phép chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến với hai đơn vị tài trợ chính của chương trình. Đó chính là nhãn hàng bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế cùng với công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh với những nhà tài trợ khác đã luôn cùng đồng hành với chúng tôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lại có dịp đến với huyện Trong Bắc của tỉnh Đắk Lắk để cùng gặp gỡ với 6 thành viên trong biệt đội phấn trắng của một trường trung học phổ thông. Chúng tôi xin được mời tất cả quý vị hãy cùng gặp gỡ với 6 thành viên đến từ trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong tại huyện Trong Bắc của tỉnh Đắk Lắk. Ta, Đặng Quang Minh, đại hoàng tử của vùng đất Quảng đầy nén và gió. Ta là vị hoàng tử trên vùng đất này. Khi xưa, ba mẹ ta rất thích ăn lẩu Thái nên đặt là Thái Nghĩa. Đến từ chế độ 12A2. Và đây là em ta. Ta là ta hoàng tử. Ta. Ta hoàng tử có thể nào mà đàn ông là tí xíu không hả? Ta thấy rằng khi xuất hiện trước đám đông đó mà tao ngoại tử, ta là tao ngoại tử. Thiệt sự là khó coi lắm đi hả? Ta là hoàng tử Mông Cổ, ta tên là Phước Thắng. Nàng công chúa đầu tiên, nàng công chúa Sim. Xin chào. Mình là Ánh Linh tới từ chi đoàn 12A1. Xin chào đi kha. Khắp buồn đó kha. Tiếp theo là nàng công chúa đến từ xứ sở Kim Chi, cô Kim Chư. Anh nhau CEO, mình là Kim Thư đến từ chi đoàn 12A1. Mọi người cổ vũ cho mình nha. Cuối cùng là tiểu công chúa Úc Trung Hoa. Ta đó hả? Tên là Hoàng Vi Vi. Thôi rồi. Và biệt đội của chúng tôi là biệt đội 102. 1 Tuy 6 nhân là 1 0 Không bỏ cô 2 Victory. Biệt đội 102 không sợ ai, chơi thoải mái. Yeah. Thưa quý vị và các bạn, biệt đội 102 sẽ bước vào 3 thử thách của chương trình ở mức độ từ dễ đến khó. Vượt qua thử thách đầu tiên, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng 2 triệu đồng để đến với các thử thách tiếp theo. Ở thử thách thứ 2 và thứ 3, đại diện đội chơi sẽ xoay hoa việc tốt để xác định giá trị tiền thưởng sẽ nhận được nếu giành chiến thắng. Dưới mỗi cánh hoa là một giá trị giải thưởng từ 3 đến 7 triệu đồng. Khi hoa việc tốt dừng ở vị trí cánh hoa nào thì đội chơi sẽ rút bản tiền tại vị trí đó. Và trong trường hợp một trong hai thử thách đầu tiên các bạn không giành được chiến thắng thì các bạn sẽ được đặt cược viên phấn may mắn ở vòng chơi thứ 3. Nếu thắng sẽ được nâng đôi giá trị giải thưởng rút được khi xoay hoa việc tốt. Nếu thua sẽ mất toàn bộ số tiền. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với thử thách đầu tiên được mang tên chắc như bắp. Nhiệm vụ của các bạn là trồng bao bố vào từ chân lên đến cổ và sau đó chúng ta sẽ trường theo hình zigzag. Tiếp theo chúng ta trường đến đây và dùng răng miệng để lột vỏ bắp, và trong thời gian là 6 phút sẽ phải lột được 6 trái bắp. Và thời gian 6 phút dành cho các bạn bắt đầu trường. Rồi nhảy cốc hả? Rồi cho nhảy cốc, nhảy đi. Rồi đó thì cũng rồi, nhảy đi em. Hay quá, chân dài có khác không? Hai anh em hỗ trợ vô đi, rồi ăn bắp vui. Đây nè, con chúa, thứ Thái Lan nè.
Rồi đây nè em. Bắp Thái nè. Con bé này để anh buộc lại cái. Cái nào hết? Cái nào hết? Trời ơi, con bé này nó cắn dây cái gì đó. Hay quá em ơi, rồi đẹp rồi, đẹp rồi. Rồi về, về, về. Bạn này về nè. Đó em. Nè vô, xúm lại anh em trong nhà, bắp chung cho vui. Đỡ tôi lên, tôi còn nhảy được. Từ từ anh. Hai bạn kia đói bụng rồi, về chưa được ăn bắp kìa. Đó, lột bắp tim riêng đó. Đó. Trong thời gian yêu cầu của chúng tôi là 6 phút thì các bạn hoàn thành được 4 trên 6 trái bắp và rất tiếc là các bạn đã không chiến. Cố gắng lên nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách thứ hai. Thử thách được mang tên thăng bằng giữ bóng. Mời đội trưởng sẽ là người xoay hoa việc tốt. Mạnh lên em, mạnh. Đúng rồi. Nhãn hàng bột trộn sẵn Mikko hương xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế. 4 triệu đồng. Các bạn sẽ phải cố gắng di chuyển thật nhanh khi có một quả bóng tennis nằm ở phía trên đỉnh nón của mình. Lần lượt từng thành viên sẽ di chuyển vượt qua một bên. À tất nhiên là các bạn được quyền đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược gì cũng được. Miễn là qua được một bên. Qua đây mang đôi dép này vào và đi thật tung tăng. Và đến với khu vực sử dụng một cái đòn bẩy. Các bạn sẽ dùng chân để bắn làm sao cho quả bóng bay vào đúng với khu vực mà thành viên trong đội của chúng ta đang đứng để cố gắng hứng được quả bóng. Thời gian là 7 phút. Và yêu cầu là các bạn sẽ phải hứng được 5 quả bóng và đặt đúng với khu vực quy định của chúng tôi. 7 phút bắt đầu! Cướp, cướp, ừ! Đây, hãy nghe với chị đi! Thôi anh còn trẻ anh đi được mà. Hay quá đi. Ừ. Phải thần thái lên nha. Tay. Đây. Đây lần rớt cái bánh bây giờ. Rồi bạn tiếp theo. Rồi bạn tiếp theo. Rồi xong luôn. Tiếp tục. Đạp nhẹ thôi. Vừa thôi, vừa thôi. Sau đây sẽ là phần công bố kết quả thời gian. 5 phút 21 giây. Chúng tôi xin được
mời sự xuất hiện của anh Vũ Việt Nam, đại diện của nhãn hàng bột động sản Nico Hưng Xưa của công ty liên doanh bột quốc tế. Chúc mừng các bạn với số tiền thưởng 4 triệu đồng. Đội chơi của chúng ta đã sẵn sàng bước vào thử thách thứ 3. Thử thách được mang tên Treo Đeo Vượt Dốc. Các bạn đang có sự lựa chọn hoặc không đặt cược viên phấn may mắn để bảo toàn số tiền ở vòng thi trước, hoặc chúng ta đặt cược viên phấn may mắn để được nhân đôi số tiền thưởng ở vòng thi đấu thứ 3 này nếu như các bạn giành được chiến thắng. Đội của em quyết định là không đặt. Vậy thì bây giờ xin được mời đại diện của đội sẽ xoay hoa việc tốt. Mạnh lên em. Đúng rồi. Công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh. Số tiền thưởng của các bạn là 6 triệu đồng. Và nhiệm vụ đội chơi chúng ta là chia nhau ra làm 3 cặp đôi. Từng cặp sẽ di chuyển trên 2 tấm ván. Các bạn sẽ phải tự múc nước và rót vào trong cái đai nơi mà có cái bình đựng nước của các bạn. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển vượt qua con dốc của nỗi đau. Rồi đó. Hai bạn nghiêng người làm sao để cho mực nước ở phía trong thau được dâng lên. Chỉ cần một trong số những quả bóng này khi nước đã dâng lên tràn và rớt ra bên ngoài, xem như các bạn giành được chiến thắng. Và thời gian quy định mà chúng tôi dành cho các bạn đó chính là 7 phút. Thời gian bắt đầu. Rồi, người trong cặp được quyền đổi cho nhau. Bạn ở phía sau được quyền đổi cho bạn phía trước. Rồi, tốt, các bạn phối hợp rất nhịp nhàng. Bạn nữ rồi, đúng rồi, nhịp nhàng lắm, nhịp nhàng. Bạn nam trước. Rồi, đúng rồi, nghiêng người vậy đó. Ừ, hay quá em ơi, hip hop lên, dở cái chân phải lên, dở cái chân phải lên. Thời gian mà các bạn hoàn thành ở thử thách này là 6 phút 50 giây! Và chúng tôi xin phép được mời anh Lâm Chí Bảo, đại diện của công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh, sẽ giúp chúng tôi gửi đến các bạn số tiền thưởng ở vòng thi đấu thứ 3. 6 triệu đồng! Tôi xin phép được mời anh Vũ Việt Nam, đại diện của nhãn hàng bột động sản Nico Hưng Xưa từ công ty liên doanh bột quốc tế, sẽ giúp chúng tôi gửi đến các bạn mỗi bạn là một phần quà đến từ Nico Hưng Xưa. Và tiếp theo sẽ là phần quà đến từ công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh. Xin phép được mời anh Nguyễn Duy Khánh. Cảm ơn anh. Và chúng tôi cũng xin phép được mời thầy Nguyễn Hữu Cho, là hiệu trưởng của trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Chương trình cũng có những cái món quà từ các đơn vị tài trợ mong muốn được gửi tặng đến thầy.
cho phép chúng tôi xin được mời anh Lâm Chí Bảo, đại diện của công ty cổ phần thương mại và sản xuất Tôn Tân Phước Khanh, sẽ giúp chúng tôi trao tặng số tiền thưởng dành cho các bạn qua 3 vòng thi đấu là 10 triệu đồng. Và bây giờ thì xin được mời đội trưởng sẽ đại diện cho các thành viên trong đội chia sẻ về kế hoạch mà các bạn sẽ sử dụng số tiền thưởng này. Kế hoạch của đội em là dùng số tiền thưởng này để dành cho một người cô mà bọn em rất là yêu mến. Đã hơn trăm ngày trôi qua, ngôi trường phổ thông trung học Lê Hồng Phong, huyện Krông Bắc đã trở nên trầm lắng. Từng góc vắng, từng dải hành lang và cả căn phòng của môn tin học, mái móc vô tri cũng đang thổn thức. Hơn ngàn trái tim, hơn ngàn tấm lòng của đại gia đình này đang dành những nguyện cầu hướng về thành viên thân yêu, cô Phạm Thị Hương, khi cô đang từng phút giây giành giật lại sự sống. Trong mắt các em học sinh và bạn bè đồng nghiệp, cô Phạm Thị Hương là một giáo viên năng động và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp trồng người. Lập gia đình ở tuổi 30, niềm hạnh phúc như trọn vẹn hơn khi cô cùng chồng đón chào thành viên mới. Vậy nhưng, khi niềm vui chưa kịp đong đầy, sóng gió cuộc đời đã đẩy cô vào một khúc quanh nghiệt ngã. Mỗi lần lên lớp thì cô có mang theo chai thuốc. Thấy uống nhiều quá thì tôi hỏi thì cô mới nói là cô bị u não. Khối u não quái ác buộc cô phải hai lần bước vào cuộc đại phẫu. Vậy mà nó vẫn chưa chịu buông tha, bám chặt lấy, làm cho cô giáo vui tươi, năng động của các em giờ đang thế này. Lần gần đây nhất là em vào thăm cô thì tình trạng cô vẫn ổn nhưng mà không tiến triển được gì thêm. Cô không được không? Không được, không thể lên dạy nữa cô. Không khóc sao được vì quá thương, khóc vì quá đớn đau thay cho cô giáo thân yêu của mình. Cuộc đời đang mở ra những trang tươi đẹp, sao nỡ vội xóa nhòa, mà thay vào đó là những trang u tối. Hương ơi, Hương. Tôi thích nào, mau mau. Nào, 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 mở mắt ra, Không biết bao nhiêu lần người cha già đã gọi tên con như thế. Và luôn tin, tận sâu trong tiềm thức, cô Hương vẫn nhận ra đó là tiếng của bố. Hơn 40
Lê Hồng Phong có liên hệ cùng với chương trình và sau đó thì các em đã giành được một cái giải thưởng là 10 triệu đồng để mong muốn là gửi tặng cho cô. Con phép bực mời bác sẽ nhận cái món quà này từ các em học sinh như là một cái sự sẻ chia và tinh thần tôn sư trọng đạo. Hy vọng rằng là những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Xin phép được mời đại diện của công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh. Nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa thuộc công ty liên doanh quốc tế cũng có một cái món quà mong muốn gửi tặng đến cho gia đình của mình. Mong rằng món quà này sẽ được người riêng đến cho gia đình mình. Cũng mong cô và cô sẽ vượt qua được cái khó khăn này. Và ngoài ra thì có công đoàn ngành giáo dục của tỉnh Đắk Lắk đến đây gửi cho gia đình một cái món quà. Và hôm nay là cũng đại diện cho nhà trường đến thăm em Hương và mong rằng em sớm bình phục để mà đến công tác với các thầy cô giáo và sinh viên nhà trường. Tôi thay mặt gia đình là xin cảm ơn các đoàn đã đến động viên rồi là hỗ trợ về vật chất kể cả tinh thần để là tạo điều kiện cho em nó nhanh chóng bình phục. Và thưa tất cả quý vị, chương trình Bị Đậu Phấn Trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Big Vision thực hiện. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến với hai đơn vị tài trợ chính của chương trình, đó chính là nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa thuộc công ty liên doanh bột quốc tế và công ty cổ phần thương mại và sản xuất tôn Tân Phước Khanh cùng với những nhà tài trợ khác.